Xin chào mọi người đã quay trở lại với kênh Cường Hàng Bãi ạ. Thì hôm nay có về thêm được rất là nhiều đồ nghề Nhật bãi các bác nhé. Hôm nay thì ông có về được một cái thùng đồ nghề Tunbook này, và có rất là nhiều các loại cuốc xẻng này các bác, đó cuốc chim, rồi kéo tỉa hàng rào các bác nhé, rồi móc lốp xe này, rất là nhiều các loại kìm này. Và nay thì có một cây mỏ lết của Baco các bác nhé, đó mỏ lết Baco và rất nhiều các kìm kẹp hàn, rồi búa này các bác, đó búa đinh, búa bi, búa có một cây búa chặn rồng hổ này, và đục bê tông các bác nhé, đục bê tông. Rồi cưa gỗ này, rồi bào gỗ đó, và rất nhiều các loại dao đi rừng, lưỡi tan tô này, rồi câu liêm các bác nhá, rìu này các bác. Và nay thì có một cây rìu của Mỹ các bác, rìu chu temper này, đó chu temper của Mỹ, và các loại dao bếp đây các bác nhá, dao bếp, dao găm, các loại kéo này các bác, đó dụng cụ bonsai. Và các bác vào theo dõi video thì cho em xin một lần like, một lần đăng ký kênh, và các bác đừng quên bấm vào chuông để nhận thông báo khi em lên video mới các bác nhá. Thì hôm nay em sẽ lên video mã G ạ. Mã số G1 là một cái thùng đồ nghề các bác nhé. Đó, một cái thùng đựng đồ nghề. Thùng này thì hiệu của nó là hiệu Tunbook đây các bác. Đó, thùng này thì rất là đẹp này các bác. Đó, các bác có thể thấy này, không có cong vênh móp méo gì nhá. Rất là đẹp luôn. Lớp sơn của nó còn rất là mới luôn các bác nhé. Đó, có một cái quai sách này. Và hai bên thì có hai cái chốt gài hai bên đây các bác nhé. Có hai chốt gài hai bên. Đó, thùng thì rất là cứng cáp luôn, chắc chắn. Đó, đây bên trong thùng cũng đẹp này các bác. Đó. Đó, hiệu Tunbook các bác nhé. Đó, thùng này thì kích thước dài là 42 cm, rộng 16 cm, cao 11 cm và nặng 1,3 kg các bác nhé. Thùng rất là đẹp luôn, không có móc méo gì cả. Đó, kích thước em ghi ở trên này rồi. Đó, chiếc thùng G1 này là 250.000 các bác nhé. G1 là 250.000. Đến mã số G2 là một cái cây xẻng nhọn loại lớn này các bác. Đó, một cây xẻng nhọn loại lớn. Con này thì bề mặt lưỡi xẻng rất là đẹp này, không có bị rỗ rỉ gì các bác nhé. Đó, thép của Nhật thì rất là cứng cáp luôn, các bác xài thì không có bao giờ hư hỏng được luôn này, không bao giờ có sợ bị mòn các bác nhé. Đó, bề mặt lưỡi xẻng rất là đẹp, thép rất là cứng. Đây thì có chữ đóng chữ steel này các bác, và cán là cán gỗ các bác nhé. Đó, cán gỗ đẹp chắc chắn này, tay cầm có trợ lực đây nhé. Kích thước thì tổng chiều dài của cây xẻng này thì nó được khoảng tầm tổng chiều dài là 95 cm các bác nhé. Đó, tổng chiều dài 95 cm, và chiều dài lưỡi xẻng của nó thì được là khoảng 29, chiều rộng lưỡi là được 23. Đó, một cây xẻng nhọn loại lớn các bác nhé. Đó, mã số G2 cái này là 300.000, G2 là 300. Đến mã số tiếp theo, mã số G3. Đến mã số G3 là một cái cây xẻng gấp đây các bác nhé. Đó, một cây xẻng gấp. Cái này thì các bác có thể thấy rất là mới luôn, gần như là chưa qua sử dụng nhá, còn nguyên lớp sơn mạ này, tem mát của nó cũng còn nguyên đây các bác nhé. Đó, rất là đẹp luôn. Có một cạnh răng cưa này. Đó, cái này thì các bác vừa có thể làm xẻng vừa làm cuốc được nhá. Đây có con ốc vặn này. Đó, các bác gặp lại thì thành một chiếc cuốc đây các bác nhé. Gặp lại thành một chiếc cuốc. Và không sử dụng nữa thì đây các bác có thể gặp lại như thế này nhá. Rất là gọn gàng này, cho vào túi xách, ba lô đi du lịch dã ngoại đem theo này. Rất là tiện lợi luôn, vừa làm xẻng làm cuốc thôi nhá. Đó, lớp sơn mạ thì chưa bong chóc gì cả. Đó. Cây xẻng này thì kích thước của nó thì dài là được 45 cm, và chiều dài lưỡi xẻng thì được là 16, chiều rộng lưỡi của nó là 12 các bác nhá. Đó, một cây xẻng gấp, mã số G3 cái này 250.000 các bác nhá. G3 250.000. Mã số tiếp theo G4 cũng là một cái cây xẻng gấp. Đó, con này thì bề mặt của nó thì không có được đẹp lắm đâu các bác, do để ở bãi này nào cũng bị bong chóc một phần lớp sơn mạ rồi. Đó, nhưng mà thép thì rất là cứng các bác nhá. Đây, và nó có hiệu đây này các bác này. Đó, hiệu NGS của Nhật ở đây mà người ta phủ sơn nên nhìn nó không rõ lắm các bác. Đó, hiệu NGS của Nhật. À, cán là cán gỗ đây các bác nhá. Cái này thì cũng có thể vừa làm xẻng vừa làm cuốc được này. Đó, đây. Đó, vừa làm xẻng vừa làm cuốc các bác nhá. Có một đầu nhọn bới đất thôi. Đó. Cái này các bác mua về sử dụng thôi, tại nó cũng không có được đẹp lắm, nhưng mà mua xài thì cũng rất là ngon nhá. Tổng chiều dài của cây xẻng này thì nó được khoảng tầm 64 cm, và chiều dài lưỡi xẻng thì được là 19, chiều rộng lưỡi của nó là được 14 các bác nhá. Đó, cây xẻng gấp, mã số G4 cái này là 300.000, G4 là 300. Mã số tiếp theo G5 cũng là một cái cây xẻng nhỏ này các bác. Đây, con này thì bề mặt cũng không được đẹp đâu các bác. Đó, do để bãi này nào nó cũng bị bong chóc cái lớp xi mạ rồi. Ở đây thì hơi nhăm nhăm một xíu ở đầu đây thôi. Đó, đây thép thì rất là dày và cứng cáp các bác nhá. Đó.
Đây, phần cán gỗ thì nó cũng bị bong tróc cái lớp sơn rồi các bác. Đó. Tổng chiều dài của cái xẻng này thì nó được khoảng tầm là 46 cm, chiều dài lưỡi xẻng thì mà 17 và chiều rộng lưỡi của nó là 11 các bác nhé. Đó, con này không được đẹp lắm, các bác mua về sử dụng trong gia đình thôi. Đó, sử dụng trong gia đình thì cũng còn rất là ngon, thép thì rất là cực dày luôn này các bác này, rất là dày và cứng nhá. Mã số G5 cây xẻng này 150.000. Mã số tiếp theo G6. G6 là một cái lưỡi chép này, lưỡi mai để đó, lưỡi chép, lưỡi mai hay là lưỡi thủng gì để sử dụng đánh cây các bác nhá. Đó, thép thủ công. Đó, thép rèn của Nhật các bác, lưỡi thì mài sắc bén rồi. Bề mặt lưỡi thì cái này là chất thép của nó vậy nhá các bác, không phải nó bị rỗ đâu mà kiểu thép nó thế các bác. Đó, đây phần cán thì nó còn khâu này, về các bác đóng cán rồi sử dụng nhá. Tổng chiều dài của nó thì được là 32 cm và chiều dài lưỡi thì được là 21. Chiều rộng lưỡi là được 7 cm. À, độ dày lưỡi thì dày được khoảng 8 ly các bác nhá. Đó, rất là dày, dày 8 ly luôn, thép thì rất là cứng. Con này các bác về đóng cán và sử dụng để đi đánh cây cảnh này. Đó, đánh cây cảnh rồi đi rừng đi dãy đào măng cũng được nhá. Mã số G6 là 270.000. Mã số tiếp theo G7. Mã số G7 là một cái lưỡi cuốc các bác nhá. Đó, lưỡi cuốc con này thì nó là thép rèn của Nhật này. Đó, các bác có thể thấy bề mặt lưỡi cuốc rất là đẹp luôn, không rỗ rỉ gì nhá. Đó. Chiều dài của lưỡi cuốc này thì nó dài được là 19 cm, chiều rộng lưỡi của nó thì được 14 cm. Và độ dày lưỡi cuốc này thì ở trên cùng này nó dày được 7 ly này. Và ở dưới lưỡi này thì dày được khoảng 4 ly các bác nhá. Đó, trên này rất là dày, dày 7 ly và nó mỏng xuống dưới lưỡi này nó còn 4 ly này các bác. Đó, cái này các bác mua về sử dụng cuốc thì có khi cuốc cả đời không có hỏng được luôn này. Đó, nó rất là bền luôn nhá. Đó, mã số G7 lưỡi cuốc này là 220 các bác nhá. Mã số G7 là 220.000. Mã số tiếp theo G8. Mã số G8 là một cái cây chép này các bác. Đó. Con này thì nó là thép của Nhật đây các bác nhá. Đó, do để bãi nên là cái lớp sơn mạ nó cũng bị bong tróc nó một ít rồi. Cán thì là cán ống thép này, đây tem mác của Nhật ở đây mà nó bị bong tróc rồi. Cán là cán ống thép thôi nhé, không có bị móp méo gì hết nhé. Đó, cán ống thép. Đó, lưỡi thì em mài sắc bén rồi các bác. Tổng chiều dài cả cán của cái cây này thì nó được khoảng tầm là 85 cm các bác nhé. Tổng chiều dài cả cán là 85 cm. Và chiều dài lưỡi chép thì nó được khoảng tầm chiều dài lưỡi là 11. Chiều rộng lưỡi thì được 9,5. Và độ dày lưỡi của nó thì nó dày được là khoảng 2 ni rưỡi các bác nhá, dày 2 ni rưỡi. Đó. Cây này mã số G8, cái này 180.000. G8 180.000 các bác nhá. Đến mã số tiếp theo. Đến mã số tiếp theo, mã số G9. G9 là một cái cây cuốc chim này các bác. Đó, con này thì cũng rất là mới luôn các bác có thể thấy. Cán rất là mới nhá, tem mác của Nhật còn trên cán đây. Và bề mặt lưỡi cuốc của nó thì không có rỗ rỉ gì này, bề mặt lưỡi đẹp các bác nhé, một đầu cuốc một đầu mũi nhọn này. Đó, cán thì người ta đóng đinh chốt rất là chắc chắn rồi. Chiều dài phần cán của cây này thì dài được là 39 cm và tổng chiều dài của cái lưỡi cuốc chim này thì nó được là khoảng 25,5. Đó, chiều dài của lưỡi cuốc không thì được 11 này các bác, chiều rộng của lưỡi cuốc là khoảng tầm 5 cm. Đó, một cái cây cuốc chim mã số G9, cái này 180 các bác nhé, G9 180.000. Mã số tiếp theo G10. G10 là một cái cây cuốc nhỏ này các bác. Đó, cái này thì nó có một đầu cuốc nhỏ và một đầu cào ba răng này. Đó, cái này thì mới chưa xài các bác nhá. Mới chưa xài. Một đầu cuốc nhỏ, một đầu cào ba răng. Đây, cán đóng đinh chốt chắc chắn này. À, trên cán thì còn nguyên tem mác của Nhật đây các bác nhá. Cán rất là đẹp luôn. Chiều dài cán của cây này thì dài được là 39 cm và tổng chiều dài cả lưỡi cuốc và lưỡi cào thì được là khoảng 23,5 các bác nhá. Đó, tổng chiều dài cả lưỡi cuốc và lưỡi cào là 23,5 cm. Đó, cây cuốc cào mã số G10 này là 180 các bác nhá. G10 180.000. Mã số tiếp theo G11. G11 là một cái cây cuốc nhỏ này các bác. Đó, con này thì cũng hàng mới chưa xài này. Đó, còn nguyên lớp sơn luôn. Đó, trên lưỡi cuốc thì người ta có đóng những cái dấu đóng búa này. Đó, còn nguyên lớp sơn mạ rất là đẹp đấy các bác nhá. Đó, cán thì cũng đóng đinh chốt chắc chắn. Và đặc biệt cây cuốc này thì ở trên đầu của nó có một cái đầu búa đây các bác này. Đó, cây cuốc này có một cái đầu búa, đầu đóng. Đó, và cán mới tinh luôn, còn nguyên tem của Nhật đây các bác nhé. Chiều dài cán của cây này thì nó được khoảng tầm 38,5. Chiều dài lưỡi cuốc là 12. Chiều rộng lưỡi của nó thì được là 8 cm. Và độ dày lưỡi cuốc này nó dày được 4 ly các bác nhé. Đó, độ dày lưỡi cuốc 4 ly. Mã số G11 cây này là 200.000. G11 200 các bác nhé.
Số tiếp theo G12 là một cái lưỡi chép này. Đó, một cái lưỡi chép. Lưỡi này thì mài hai mặt 3 lớp thép hàng đèn thủ công của Nhật các bác nhá. Đó, bề mặt lưỡi rất là đẹp, lớp sơn của nó cũng còn này các bác. Đó, cái lớp ram sơn còn. Đây, và nó có dấu mộc ở trên lưỡi đây các bác nhá. Đó, dấu mộc trên lưỡi. Đây, cái lỗ để bắt chêm cán thì nó hình vuông này. Đó. Tổng chiều dài của lưỡi này là 13 cm này. Và chiều rộng lưỡi của nó thì được là khoảng 10,8. Đó, và lưới này nó cũng rất là dày luôn các nhá. Về các bác chêm cán sử dụng đi rừng đi đáy đào măng nhá, hoặc là sử dụng đánh cây cũng được. Đó, lưới thì em mài rất là sắc bén rồi. Mã số G12 180 các nhá. G12 180.000. Mã số tiếp theo G13 là một cái lưới quốc chim. Đó, lưới quốc chim này thì còn nguyên tem mát đây các bác, hiệu Golden Star của Nhật này. Đó, bề mặt thì đẹp, không có rỗ rỉ gì các bác nhá. Đó, lớp sơn thì nó cũng còn đây các bác. Đó. Tổng chiều dài của lưới quốc chim này được là 32,5. Đó, và chiều dài lưỡi quốc là 11, chiều rộng lưỡi của nó thì được là 5,5. Đó, hiệu Golden Star của Nhật các bác nhá. Đó, một đầu quốc, một đầu mũi nhọn. Đó, lưỡi này rất là đẹp đấy các bác. Mã số G13 190.000. G13 là 190 các bác nhá. Mã số tiếp theo G14 là một cái lưỡi quốc chim. Lưỡi này hiệu Con Voi này các bác. Đó, có logo hình con voi đóng ở trên lưỡi quốc này. Đó, lớp sơn còn rất là mới luôn các bác nhá. Đó, các bác có thể thấy này. Hiệu Voi thì rất là nổi tiếng, sản xuất đồ nhà nông rồi các bác. Đó. Tổng chiều dài của lưỡi quốc chim này được là 28,5 các bác nhá. Đó, tổng chiều dài là 28,5. Đó. Rất là mới luôn. G14 là 170 các bác nhá. G14 lưỡi quốc chim này là 170.000. Mã số tiếp theo G15. G15 là một cái cây kéo tỉa hàng rào. Đó, con này thì lưỡi của nó thép không rỉ này các bác. Đó, thép không rỉ. Đó, lưỡi thì nó không được sắc bén lắm đâu. Về các bác sử dụng thì các bác có thể mài thêm nhá. Đó, đây có chữ Nhật đóng chìm trên lưỡi này. Đó. Thép không gì, khá là sáng và đẹp đấy các bác. Đây, cán của nó là cán gỗ và nó có hình đốt trúc này các bác. Tổng chiều dài của cây kéo tỉa hàng rào này thì tổng chiều dài là được 42 cm và chiều dài lưỡi kéo được là 14 cm. Đó. Một cây kéo tỉa hàng rào lưỡi kéo thép không gì các bác nhé. Mã số G15, cái này 150.000. G15 là 150.000. Mã số tiếp theo G16. G16 là một cái cây kéo tỉa hàng rào hiệu Okatsune các bác nhé. Cán là cán đặc trưng trắng đỏ này. Đây, còn nguyên tem mát đây các bác nhé. À, và hiệu Okatsune đóng ở trên con ốc chốt đây các bác này. Bề mặt lưỡi của nó thì cũng khá là đẹp đấy, không có bị rỗ đâu các bác nhé. Nó không có rỗ đâu. Đó, lưỡi thì khá là sắc bén đấy các bác. Và ốc là ốc rời về các bác có thể tháo ốc này ra và mài lưỡi kéo được nhá, rất là tiện lợi luôn. Đó, cán gỗ thì cũng còn tương đối là đẹp này. Tổng chiều dài của cây kéo tỉa hàng rào này thì nó được khoảng tầm tổng chiều dài của nó là 65 cm. Đó, và chiều dài lưỡi kéo thì được là 14,5 các bác nhá. Đó, chiều dài lưỡi kéo 14,5. Mã số G16 cái này 250.000 các bác nhá. G16 là 250.000. Mã số tiếp theo G17. Đến mã số G17 là một cái cây kéo tỉa hàng rào này các bác này. Đó. Đây, con này thì hiệu của nó là hiệu Con Cua này các bác. Đó, hiệu Con Cua thì rất là nổi tiếng, sản xuất kéo của Nhật nhá. Đó, bề mặt lưỡi thì đẹp và cái lớp ram đen của nó cũng còn trên lưỡi đây các bác này. Đó, lưỡi kéo sắc bén đây các bác, không có bị sứt mẻ gì nhá. Đó, lưỡi rất là bén. Con ốc chốt thì là hình bông hoa cúc. Đó. Đây, cán gỗ còn đẹp chắc chắn đây các bác nhá. Đây. Lưỡi kéo rất là đẹp. Và lưỡi thì có cái bao da đây các bác này. Đó, có cái bao da để bảo vệ lưỡi kéo đây nhá. Kích thước thì tổng chiều dài cả cán của cây kéo này thì nó được khoảng tầm nó khoảng 67 cm các bác nhá. Tổng chiều dài cả cán là 67 và chiều dài lưỡi kéo thì được là 16 cm. Đó, lưỡi có bao da luôn. Đó. Đó, lưỡi kéo có bao da đây và có cả chốt gài các thứ đầy đủ hết nhá. À, có một cái chốt gài ở đằng sau này. Đó, mã số G17 cây kéo tỉa hàng rào hiệu Con Cua. G17 là 300.000 các bác nhá. G17 là 300. Mã số tiếp theo G18. G18 là một cái cây kéo tỉa hàng rào của Đức này các bác. Đó, đây con này thì nó có hiệu đóng chìm ở trên lưỡi kéo đây các bác này. Đó, Germany này. Đó, có hiệu đây các bác nhá, Germany. Con này thì lưỡi kéo em có mài qua lại cho nó bén thôi. Đó, về bác nào xài thì muốn bén hơn thì có thể xài mài thêm các bác nhá. Đó, đây. Lưỡi kéo thì em cũng có mài qua rồi. Đó. Đó, con này lưỡi rất là dày luôn các bác, hàng của Đức thì cũng rất là chất lượng luôn, cán tay cầm là cán gỗ. Tổng chiều dài của cây kéo tỉa hàng rào này thì được là 55 cm và chiều dài lưỡi kéo thì được là 20,5 các bác nhé. Lưỡi nó cũng khá là dài, dài 20,5. Đó, một cây kéo tỉa hàng rào của Đức này.
Mã số G18, cái này là 450.000, G18 450.000. Đến mã số tiếp theo, mã số đến mã số tiếp theo là mã số G19. G19 là một cái cây đây, một cái cây nạy nốp này các bác này. Đó, móc lốp xe. Đó, con này thì nó là thép rèn đấy các bác, rất là cứng cáp luôn và thép đặc luôn nhá. Đây, và hiệu của nó là hiệu Banzai của Nhật này. Đó, T-20D Banzai. Đó, lưỡi là người ta rèn lưỡi cong các bác nhá. Đó, rất là dày dặn và cứng cáp. Đây, thép là thép đặc luôn. Đó, con này thì các bác có thể sử dụng để móc lốp xe hơi hoặc là sử dụng để bẩy nạy cái gì thì bẩy cũng được nhá. Tổng chiều dài của cây này là 50 cm các bác. Đó, tổng chiều dài 50 cm. Các bác móc lốp xe, các bác thích bẩy cái nạy thì cái gì thì các bác bẩy này. Đó, hiệu Banzai của Nhật các bác nhá. Mã số G19 cây này là 220.000, G19 là 220. Mã số tiếp theo G20. G20 là một cái cặp móc lốp xe đây các bác. Đó, một cái cặp nạy lốp xe. Cặp này thì cũng rất là đẹp luôn. Đó, một cây này rất là mới luôn này các bác này. Đó. Đây, và hiệu của nó là hiệu Tiro này, có logo hình mỏ neo đây các bác nhá. Đó, logo hình mỏ neo Liver 360mm. Đó, cặp này dài 36 cm các bác nhá, dài 36 cm. Và thép của nó là thép rèn của Nhật này, Drop Forged Alloy Steel, rất là cứng cáp luôn các bác nhá. Đây, một đầu là đầu cong. Đó, một đầu cong và một đầu này đầu thẳng các bác nhá. Đó, hai đầu rất là đẹp. Một cặp móc lốp xe này G20 này là 270 các bác nhá. Đó, G20 là 270.000 cặp móc lốp xe. Mã số tiếp theo G21. Mã số G21 là một cái cây Classic này. Đó, cái này hiệu MCC. Đó, hàng cây này thì chưa qua sử dụng đâu các bác. Đó, do để bãi nên là cái phần xích của nó thì cũng bị hơi rỉ sét thôi. Đó. Về thì các bác có thể tra dầu rồi các bác vệ sinh qua đi cho nó đẹp nhá. Đó, phần cán thì lớp sơn còn rất là mới các bác. Đó, hiệu MCC. Đây, phần răng lợi thì chưa có bị cấn dập chảy trượt gì hết, nó chỉ chóc một ít sơn thôi. Đó, thép rèn này, Drop Forged thép rèn. Đây, cáp 3/8 gạch 4 này. Đó, cáp 3/8 gạch 4. Chiều dài phần cán của cây này thì nó được là 42 cm và chiều dài xích của cây này thì được chiều dài xích cây này là nó khoảng tầm 45 cm các bác nhá. Phần xích thì nó rỉ sét nên nó hơi có một vài mắt nó hơi kẹt, thì về các bác tra dầu được, bác gõ lại để giúp em nhá. Đó, chứ cây này cũng rất là mới đấy các bác. Đó, mã số G21 cây này là 380 các bác nhá. G21 là 380.000. Đến mã số tiếp theo. Đến mã số tiếp theo là mã số G22. Mã số G22 là một cái cây kìm cộng lực đấy các bác nhé. Đó, một cây kìm cắt sắt, cái này hiệu NCC. Đó, và cái này thì nó cắt sắt được là 6 ly các bác nhé. Đó, 6 ly Japan này, size 350. Đó, con này để bãi nên là nó có một số vết chảy xước rồi bong chóc một ít sơn thôi. Đó, có dấu nội địa Nhật đây các bác. Đó, tay cầm cũng các thứ cũng còn khá là đẹp. Chiều dài của cây kìm này thì nó được là khoảng tầm 37 cm. Đó. Lưỡi cắt của cây này thì không có bị mẻ các bác nhá. Đó, không sứt mẻ gì, đẹp này. Đó, cắt sắt là 6 ly các bác. Đó, cắt sắt 6 ly hiệu MCC. Mã số G22 cái này là 230.000, G22 là 230. Mã số tiếp theo G23. G23 là một cái cây kìm điện các bác nhá, một cây kìm điện. Đây, cây này hiệu Repeat của Nhật này. Đó, hiệu Repeat của Nhật. Đó, còn rất là đẹp, tay cầm nó thứ bọc cao su còn khá là mới các bác. Đây, răng lợi của cây này thì cũng còn đẹp đây các bác. Đó, răng lợi đẹp này, chưa bị chảy trượt gì nhá. Và con này thì nó có hai lỗ tuốt dây điện này các bác. Đó, có hai lỗ tuốt dây điện và có lưỡi cắt dây điện này. Dưới này thì có ba lỗ bấm cốt nữa các bác nhá. Đó. Vừa tuốt dây điện, cắt dây điện rồi bấm cốt. Đó. Chiều dài của cây kìm này thì nó được là 18.5. Đó, mã số G23, cây này là 200.000. G23 là 200. Mã số tiếp theo G24. G24 là một cái cây kìm mỏ quạ của Mỹ các bác nhá. Một cây kìm mỏ quạ của Mỹ. Đây, con này có hiệu đấy các bác. Job Master Made in USA này. Đó, và nó con này thì sử dụng là chất thép đen các bác nhá. Đó, sử dụng chất thép đen rất là cứng cáp luôn. Đây, răng lợi thì gần như là chưa sử dụng này. Đó, chưa có bị chảy trượt gì hết các bác nhá. Răng con này thì rất là đều và đẹp luôn. Đó, răng đều thẳng tắp luôn này các bác. Đó, rất là đẹp. Sử dụng chất thép đen thì nó rất là cứng cáp các bác nhá. Và tay cầm thì có bọc cao su này, cũng còn khá là đẹp đấy các bác. Đó.
Chiều dài của cây kìm mỏ quạ này thì được khoảng 26cm các bác nhé. Dài 26cm. Đó, một cây kìm mỏ quạ của Mỹ. Mã số G24, cây này là 300.000. G24 là 300. Mã số tiếp theo G25. G25 là một cái cũng một cây kìm mỏ quạ đấy các bác. Đó, con này thì hiệu là IPS của Nhật các bác nhé. Hiệu IPS có giống nội địa Nhật này. Đó, con này là hàng nội địa Nhật. Và gần như là hàng mới chưa xài luôn các bác. Đó, răng lợi các bác có thể thấy này. Rất là đều đẹp luôn nhé. Đó, răng lợi thẳng tắp luôn này các bác. Đó, và phần tay cầm thì có bọc cao su. Tay cầm thì bọc cao su thì nó có hai vết, nó rách nhẹ chỗ này xíu đây thôi các bác nhé. Đó, có hai vết rách nhẹ đây thôi. Đó, rất là mới luôn các bác có thể thấy. Chiều dài thì được 25 các bác nhé. Dài 25cm. Mã số G25, cây kìm này là 200.000. G25 là 200. Mã số tiếp theo G26 là một cái cây kìm mỏ quạ size lớn các bác nhé. Loại lớn. Đó, con này thì hiệu top đấy các bác. Đó, nó là hiệu top của Nhật. Đây, con này thì cũng chưa qua sử dụng các bác có thể thấy. Răng lợi rất là đẹp nhé. Đó, răng đều nguyên này. Đó, đây. Cái này đây nó dính một ít bụi bẩn thôi các bác. Đó, răng lợi thẳng tắp luôn các bác nhé. Đó, chưa bị cấn dập chày trượt gì hết nhé. Tay cầm bọc cao su cũng còn khá đẹp đây các bác. Chiều dài của cây kìm mỏ quạ này thì nó dài được là 31cm các bác nhé. Dài 31cm. Đó, một cây kìm mỏ quạ hiệu tốt, size lớn. Mã số G26 là 280 các bác nhé. Mã số G26 280.000. Mã số tiếp theo G27. G27 là một cái cây cờ lê tự động các bác nhé. Đó, một cái cây cờ lê tự động. Cây này thì hiệu tốt của Nhật này. Size 250mm. Tem mác còn nguyên đây các bác. Made in Japan này. Đó, made in Japan. Đây, con này thì răng lợi cũng còn đẹp đây các bác nhé. Đó, răng lợi đẹp. Nó cũng bị dính bụi bẩn thôi. Về các bác trà rửa vệ sinh qua đi là nó sạch sẽ lại. Đó, răng lợi đều đây các bác nhé. Đó, răng lợi đẹp. Con này thì miệng của nó có thể mở tối đa là được khoảng tầm... Con này miệng mở tối đa nó khoảng tầm 3,5cm đó nhá. Đó, khoảng 3,5cm. Đó, cờ lê tự động thì khi các bác đó, vặn ốc thì nó sẽ tự động ôm theo kích cỡ của con ốc để các bác mở nhá. Đó, chất thép là chrome vanadium. Đó, hiệu top size 250. Đó, cờ lê tự động nó sẽ tự động đây, tự động ôm theo kích cỡ của con ốc. Mã số G27 cái này là 200.000 đó nhá. G27 là 200. Mã số tiếp theo G28. G28 là một cái cây mỏ led. Đó, con này thì size 150mm này, dài 15cm các bác nhé, dài 15cm, hiệu Super. Đó, Super Tool, chất thép là CRV. Đó, dài 15cm các bác nhé. Và cái này thì mới chưa xài đâu, mới chưa qua sử dụng này các bác. Đó, rất là đẹp luôn các bác có thể thấy. Đó, miệng đẹp nguyên nhé. Và miệng thì mở tối đa là được 2cm các bác. Đó, miệng mở tối đa 2cm, size 150. Đó, mã số G28 cái này là 100.000 các bác nhé. G28 là 100. Mã số tiếp theo G29. G29 là một cái cây mỏ led hiệu Baco các bác nhé. Đó, Sandvik Baco. Và cái này size 12 inch. Đó, size 12 inch rất là đẹp luôn. Made in Sweden này. Đó, hàng của Thụy Điển các bác nhé. Hàng Thụy Điển. Đây, và miệng thì gần như là chưa qua sử dụng luôn. Chưa bị chảy trượt gì hết. Các bác có thể thấy miệng rất là đẹp này. Đó, miệng rất là đẹp luôn. Cây này thì các bác có thể mua về sử dụng hoặc sưu tầm cũng được nhé. À, phần cán thì không có bị chảy xước rách rưới gì hết này các bác. Đó, cán bọc cao su. Đây, Baco Edgo này các bác. Đó, Baco Edgo. Con này thì giá mới của nó thì khoảng tầm 1,5-1,7 triệu đấy các bác. Đó, rất là đắt luôn. Đó, chiều dài 30cm. Đó, giá mới nó tầm 1,5-1,7 triệu các bác ạ. Đó, Baco Edgo, made in Sweden. Đó, cái này thì mấy bác mua sưu tầm cũng được này các bác. Đó, miệng thì chưa có một vết sử dụng gì luôn các bác nhé. Đó, chưa có một vết cấn dập gì hết. Đó, đó rất là đẹp. Đó, G29 cây này là 700.000 các bác nhé. G29 là 700. Và tiếp theo G30 là một cái cây kìm bấm chết kẹp hàn này. Đó, cây kìm bấm chết kẹp hàn, cái này của Mỹ các bác nhé. Hiệu Virip này. Đó, made in USA. Đó, made in USA Virip này. Đó, bên này thì cũng có chữ luôn này. Đó, con này thì hàng bãi đây là nó cũng lớp xi mạ nó cũng bị bong chóc một phần rồi này các bác này. Đó, nhưng mà kẹp thì rất là chắc chắn các bác nhé. Hàng Mỹ. Đó, xài rất là ngon. Đó, xài rất là chất lượng luôn. Đó, đây. Đó, cái này thì miệng kẹp này các bác có thể kẹp những cái miếng sắt, miếng thép để hàn các bác nhé. Đó, chiều dài của cây kìm này thì nó được là khoảng 23cm. Đó, Virip made in USA. Đó, mã số G30 cái này 350.000 các bác nhé. G30 350.000. Mã số tiếp theo G31 là một cái cây kìm bấm chết. Đó,
Đây con này thì cũng có hiệu đấy các bác, để vai này. Đó có hình bàn tay nắm vào nhau. Đó I win. Đây, ở dưới này thì có chữ đây các bác nhá, The Best Quality in USA này. Đó, The Best Quality in USA. Bên này cũng có chữ luôn này các bác. In USA này. Đó lớp xi mạ rất là sáng và đẹp. Đây, răng lợi thì cũng đều đây các bác nhá, chưa bị chảy trượt gì hết này. Đó, răng lợi cũng đều đẹp đây các bác. Đó. Nó kẹp thì cũng rất là chắc chắn luôn đấy các bác nhá. Chiều dài của cây kìm này thì nó được là khoảng 22 cm các bác. Đó, chiều dài cây kìm này 22 cm. Răng lợi đẹp. Đó. Đó, mã số G31, cái này 250.000 các bác nhá. G31 250.000. Tiếp theo G32 là một cái cây kìm kẹp hàn. Đó, con này thì thép rèn thủ công của Nhật này. Đây có chữ đóng ở trên phần cán đây các bác nhá. Và lưỡi của con này thì nó là lưỡi bằng này. Đó, lưỡi là lưỡi bằng. Đó, các bác có thể kẹp những cái miếng sắt, miếng thép hoặc mấy bác có rèn dao, rèn kéo sử dụng kẹp rất là tiện lợi, ngon các bác nhá. Đó. Chiều dài của cây kìm này thì nó dài được là 26 cm và phần miệng kẹp của nó thì rộng được là 6 cm các bác nhá. Đó, miệng kẹp rộng 6 cm. Đó, miệng kẹp là khít đẹp đấy các bác, không có bị hở hay gì, sứt mẻ gì hết nhá. Đó, G32, cái này là 150.000 các bác. G32 150.000. Đây mã số tiếp theo G33. G33 là một cái cây kìm kẹp que hàn đấy các bác. Đó, cái này hàng mới chưa xài còn nguyên trong hộp đây các bác nhá. Đó, đây thì giờ em mới khui ra để giới thiệu các bác này. Đó. Con này hàng mới chưa xài còn nguyên hộp đây. Đây, rất là đẹp các bác nhá. Mới chưa xài. Đây thì cái đế kẹp của nó hình như là bằng đồng đây các bác này. Đó, cái miệng kẹp bằng đồng thôi. Kẹp thì rất là chắc chắn luôn các bác nhá. Đó, tay cầm đây là bằng nhựa. Chiều dài của cây kìm kẹp cái hàn này thì nó dài được là 24,5 cm. Đó, dài 24,5. Kìm kẹp que hàn. Và người ta có tặng kèm cho một cái lá đồng đây các bác này. Lá đồng để quát trên đệm cái cây kìm này nhá. Và một cái cây lục giác nhỏ nữa. Đó, đây hàng còn nguyên trong hộp đây. Và nó có hiệu Misa đây các bác nhá. Misa MS500. Đó, power 500A này. Cái kìm kẹp cây hàn mã số G33 này là 250.000 các bác nhé. G33 là 250.000. Đến mã số tiếp theo, mã số G34 là một cái cây búa chạm rồng hổ các bác nhé. Đây, nó có một mặt là người ta chạm rồng này. Đó, và mặt bên này thì chạm hổ này các bác, rất là đẹp luôn. Đó, các bác có thể thấy này, rất là sáng và đẹp. Và có chữ Nhật ở dưới, bên dưới búa đây, đầu búa đây các bác nhé. Cái này thì đầu búa ở đây thì nó hơi bị dập một xíu ở phần cạnh đây thôi này các bác này. Đó, dầm một ít ở phần cạnh thôi, còn bề mặt đầu búa thì cũng khá là đẹp đấy các bác. Đó, bề mặt đầu búa khá là đẹp. Đó, mấy bác năm nay năm rồng này có thể mua cây búa rồng hổ này về để sưu tầm nhá. Đó, đây chạm rồng và một mặt là chạm hình hổ, rất là đẹp luôn các bác. Đó, cán gỗ thì cũng còn đẹp chắc chắn này. Chiều dài của cây búa này được là 30,5 và chiều dài phần đầu búa là 10,5. Đường kính đầu đóng là 3 cm và cân nặng của cây búa này được cái búa này nặng 800g các bác nhé. Đó, cái búa này nặng 800g, hàng siêu tầm. Đó, một bên rồng, một bên hổ. Mã số G34, cái này là 550.000 các bác nhé. G34, 550.000. Phần tiếp theo G35 là một cái cây búa đinh này. Đó, một cây búa đinh, búa lùn các bác nhé. Đó, con này thì đây, ở trên phần đầu đóng của nó thì có nam châm để hít đinh này. Đó, cán đổ keo chắc chắn. Và đầu chữ V nhổ đinh đây rất là đẹp luôn này các bác. Đó, có chữ đóng ở chìm ở trên cán luôn này. Đó, cán tem mát cũng còn luôn. Chiều dài của cây búa đinh này thì được là 16 cm, chiều dài phần đầu búa của nó là 11 cm và đường kính đầu đóng thì nó khoảng 2,3, cân nặng thì được 300g các bác nhé, nặng 300g một cây búa đinh, búa lùn. Đó, mã số G35, cái này 150.000. Mã số tiếp theo G36. G36 là một cái cây búa đinh các bác nhé. Đó, G36 một cây búa đinh, cái này hàng mới chưa qua sử dụng này các bác. Đó. Đây, con này thì có hiệu ở trên đầu búa này các bác, và ở trên đầu búa thì cũng có đóng chìm chữ Japan đây các bác này. Đó, có chữ Japan đóng chìm đây. Đó, rất là đẹp luôn. Và tem mát còn nguyên đây các bác nhé, mới chưa xài, hiệu của nó là Susa Sesakuso này. Đó, đây. Và đầu đóng đinh thì có rãnh chống trơn trượt đây các bác nhé. Đó, đầu đóng đinh có rãnh chống trơn trượt này, mới nguyên luôn nhé, chưa qua sử dụng. Đầu chữ V nhổ đinh rất là đẹp, cán là cán ống thép và tay cầm thì có bọc cao su. Đó, đuôi cán này. Đó, có chữ đây các bác nhé, Made in Japan này. Đó, Made in Japan.
Chiều dài của cây búa đinh này thì nó dài được là 33,5 cm. Đó. Chiều dài phần đầu búa thì khoảng tầm 13 cm, đường kính đầu đóng của nó là khoảng 2,8. Và cân nặng của cây búa đinh này được 600 g các nhá, nặng 600 g. Mã số G36 cái này là 300.000. Mã số tiếp theo G37 là một cái cây búa đinh. Đó, cái này thì hiệu là hiệu Dokju các nhá, hiệu Dokju made in Japan này. Đây. Con này thì búa của nó, đầu búa là lưng gù các nhá. Đó, búa lưng gù. Đây. Đầu đóng đinh thì người ta có xài lướt rồi các bác này. Đó, có rãnh chống trơn trượt, đầu đóng đinh khá là đẹp, hàng xài lướt thôi các bác. Đó, có rãnh chống trơn trượt luôn. Đó, trên đầu búa đây cũng có hiệu Dokju nhá. Đầu chữ V nhổ đinh đẹp, không sứt mẻ gì. Đó. Búa gù đấy các bác. Đó, búa lưng gù. Phần cán ống thép thì nó bị chóc một ít xi mạ rồi đấy các bác này. Đó, nó có một vài chỗ chóc một ít xi mạ thôi, không ảnh hưởng gì. Tay cầm thì có bọc cao su cũng rất là đẹp luôn nhá. Đó. Chiều dài của cây búa này thì nó dài được khoảng 36 cm, và chiều dài phần đầu búa thì được là 10,5. Đường kính đầu đóng của nó thì được khoảng tầm 2,8, và cân nặng của cây búa này được 650 g các bác nhá. Đó, cây này nặng 650 g. Đó, mấy bác mà có đóng ở trong các cái góc kẹt ấy, đó có thể sử dụng cây này nhá. Đó, búa lưng gù. Mã số G37 cái này 250.000. Mã số tiếp theo G38 là một cái cây búa bát giác. Đó, cái này thì hiệu PX, còn nguyên tem mát đây các nhá. Đó, hiệu PX của Nhật. Trên đầu búa thì cũng có hiệu PX đây các nhá. Đó, cái này rất là mới luôn. Đầu búa thì còn nguyên lớp sơn luôn, và đây đầu đóng của nó thì không có bị cấn dập gì nhá, gần như là chưa qua sử dụng luôn các bác này. Đó, đầu búa rất là đẹp luôn nhá. Đó. Hiệu PX của Nhật. Đó. Cán gỗ mới tinh luôn các bác. Chiều dài của cây búa bát giác này thì dài được 29 cm, và chiều dài phần đầu búa thì được là 11,5. Đường kính đầu đóng của nó được khoảng 3,5 cm, và cân nặng của cây búa này được cái này nặng 1,4 kg cơ nhá. Đó, nặng tổng thể 1,4 kg. G38 là 250.000. Mã số tiếp theo G39 là một cái cây búa bi. Cây búa bi búa lùn các bác nhá. Đó, búa bi búa lùn, cán có đóng chìm chữ đây các bác. Đó. Cán đổ keo chắc chắn, đầu búa đẹp này. Đó, và đầu bi đây cũng đẹp. Bên này thì cũng còn tem mát đây các bác nhá. Chiều dài của cây búa bi này thì dài được là 16,5, và chiều dài phần đầu búa của nó là 9 cm. Đường kính đầu đóng 2,5 cm, và cân nặng thì được 400 g các bác nhá, cân nặng 400 g. Mã số G39 là 150.000. G39 150.000. Mã số tiếp theo G40 là một cái cây búa gò này các bác này. Đó, một cây búa gò. Con này hiệu OH các bác nhá. Đó, một đầu tròn và một đầu mũi nhọn này. Đó, đầu là đầu 3/4 các bác nhá, đầu 3/4. Đây, đầu đóng thì chưa có bị chảy trượt gì hết nhá. Đó, hiệu OH của Nhật. Đó, cán gỗ con này cán khá là dài các bác. Con này thì chiều dài phần cán của nó dài được là 55 cm. Đó, cán dài 55 cm, và chiều dài phần đầu búa thì được khoảng tầm là 13 cm. Đường kính đầu đóng thì khoảng 2 cm các bác nhá, khoảng 2 cm, và cân nặng của cái búa này được cái búa này nặng khoảng tầm là 600 g các bác nhá, nặng 600 g. Con này thì các bác sử dụng để gõ xỉ hàn các bác nhé. Đó, búa gò gõ xỉ hàn hiệu OH. Mã số G40 180.000. Mã số tiếp theo G41, một cái cây búa của Dokju. Đó, hiệu Dokju các bác nhé. Cái này thì hàng mới chưa qua sử dụng. Đây, và nó có một đầu đóng là đầu vuông này. Đó, hàng chưa xài, đầu búa còn đổ keo đây các bác nhé. Nó còn đổ keo. Và một đầu dẹp đây các bác. Đó, một đầu dẹp. Đây, có hiệu Dokju trên đầu búa này. Đó, một đầu vuông và một đầu dẹp tem mát hiệu Dokju còn nguyên trên cán đây các bác. Đó, rất là đẹp luôn nhá. Chiều dài của cái búa này thì được là 32 cm, chiều dài phần đầu búa là được 15,5. Đường kính đầu đóng thì được là 2,5 cm. Và cân nặng của cái búa này được 600 g các bác nhá, nặng 600 g. Đó, cái này các bác sử dụng đóng đinh hay đóng giày dép gì đấy cũng được. Đó, tùy các bác. Mã số G41 cái này là 200.000, G41 là 200. Đến mã số tiếp theo. Mã số G42 là một cái cây đục bê tông. Đó, con này thì hiệu là Mokuba đây các nhá, Mokuba made in Japan này. Đó, cán tay cầm bọc cao su rất là đẹp luôn, và lưỡi đục thì không có bị mẻ các nhá. Đó, lưỡi đục đẹp đây. Đầu đóng thì người ta có xài lướt rồi thôi các bác. Đó, người ta có xài lướt. Đây, đầu đóng khá đẹp này. Chiều dài của cây đục bê tông này thì nó dài được là khoảng 23,5, và phần lưỡi đục sử dụng thì rộng được là 2,5 cm các bác nhé. Lưỡi đục sử dụng rộng 2,5 cm. Rồi, lưỡi đục khá là dày các bác. Đó, dày dặn thép thì rất là cứng cáp luôn. Hiệu Mokuba made in Japan. G42 cái đục này 170.000. Mã số tiếp theo G43. G43 là một cái cây đục bê tông. Đó, con này thì lưỡi người ta rèn lưỡi cong các bác nhé, rèn lưỡi cong, và lưỡi không có bị sứt mẻ gì, lưỡi rất là đẹp luôn.
có Mokuba Made in Japan này. Đó, đầu đóng đây cũng còn đẹp đây các bác nhé, đầu đóng đẹp này. Tay cầm các thứ không bị chảy xước rách dưới gì đâu. Chiều dài cái đục này được 22 cm và phần lưỡi đục thì rộng được là 4 cm các bác nhé. Lưỡi đục rộng 4 cm. Đó, lưỡi cong này, các bác sử dụng đục bê tông hoặc các bác bảy nậy cái gì thì bảy nhá. Đó. Mã số G43 là 150.000 các bác nhá. G43 150.000. Mã số tiếp theo G44 cũng là một cái cây đục bê tông tương tự này các bác. Đó, con này thì lưỡi người ta cũng rèn là lưỡi cong này các bác này. Đó, rèn lưỡi cong nhá. Đó, lưỡi không có bị sứt mẻ gì, rất là đẹp luôn này các bác. Đó, lớp sơn của nó cũng còn đây nhá. Tay cầm thì cũng có bọc cao su này. Đó đây, và phần đầu đóng của nó cũng còn đẹp đây các bác. Đó. Chiều dài của cây đục này thì dài được là 22 cm. Và phần lưỡi của nó thì rộng 4 cm nhé các bác nhé. Đó, lưỡi cũng rộng 4 cm. Đó. Cũng một cây đục lưỡi cong. G44 cái này cũng 150.000. Mã số tiếp theo G45 cũng là một cái cây đục bê tông luôn các bác nhé. Đó, cái này thì hiệu là Mokuba Japan này. Đó, Mokuba Japan. Đó, con này thì lớp sơn thì nó cũng bị bong chóc một ít thôi. Đó, đầu đóng đây. Khá đẹp này các bác. Và lưỡi thì không có mẻ nhé. Đó, lưỡi đẹp đây các bác nhé. Đó, hiệu Mokuba Japan. Chiều dài của cây đục này là 18 cm và phần lưỡi sử dụng của nó thì rộng là 7,5. Có một cây đục bê tông cầm tay các bác nhé. Mã số G45 cây này là 170 các bác. G45 170.000. Mã số tiếp theo G46. G46 là một cái cây đập đá các bác nhé. Đó, một cây đập đá đập thịt này. Đó, đây con này thì cái bề mặt để các bác đập sử dụng thì nó có các cái rãnh này. Đó, nó có các cái rãnh. Đó, các bác có thể sử dụng để đập đá lạnh hoặc đập thịt các bác nhé. Đập thịt hoặc là đập các cái vỏ hạt nó cứng các bác. Đó, đây. Con này thì lớp xi mạ thì nó cũng bị bong chóc một vài chỗ này. Đó. Đây lớp xi mạ bong chóc một vài chỗ thôi. Đây trên cán có logo này các bác. Đó. Thép của nó thì rất là cứng các bác nhá, thép dày dặn cứng. Chiều dài tổng của cây này thì được là 19,5 cm. Phần lưỡi sử dụng thì dài là 8 cm. Chiều rộng lưỡi thì nó khoảng tầm 6,5. Đó. Đập đá, đập thịt, đập vỏ hạt gì đấy. Đó. Thép rất là cứng các bác nhá. G46 cái này là 100.000. Số tiếp theo G47. G47 thì còn hai cây đánh vảy cá bằng đồng nữa đây các bác nhé. Này thì 100.000 một cây các bác. G47 100.000 một cây. Loại đánh vảy cá bằng đồng, loại đánh vảy cá nhỏ các bác nhé. Cán gỗ này. Đó, có 3 đường răng để sử dụng đánh vảy cá. Đồng thì không có gì các bác nhé. Đó, đồng không gì. Chiều dài của cây đánh vảy cá này được là 18 cm các bác. Đó, dài 18 cm. Này G47 100.000 một cây các bác nhé. Còn có hai cây nữa thôi này. Đó, ở nhà còn sót hai cây nữa. G47 là 100.000 một cây, đánh vảy cá bằng đồng. Mã số tiếp theo G48. G48 là một cái cục đe đây các bác nhá. Đó, một cái cục đe loại nhỏ mini này. Đó, siêu mini luôn. Đó, đây mạ vàng các bác nhá, rất là đẹp luôn. Đây có chữ này và có số đây các bác nhá. Đó, đe mũi thuyền. Đó, đe mũi thuyền mạ vàng rất là đẹp. Cục đe này thì nó bé xíu này thôi thì các bác có thể đặt ở trên bàn làm việc này hoặc các bác trang trí nhá. Đó, đặt trên bàn làm việc trang trí hoặc là các bác sưu tầm này. Đó, rất là đẹp luôn. Đây, chiều dài mặt đe thì tính chiều dài tổng mặt đe là 5,5 cm này. Chiều rộng mặt đe của nó thì được khoảng tầm là 1,8. Chiều cao thì được khoảng 2,3. Và cân nặng của nó thì được cân nặng của nó có 100g thôi các bác nhé. Đó, 100g một lạng thôi. Đó. Này các bác sưu tầm trang trí cũng khá là đẹp. Mã số G48 là 220 các bác nhé. G48 cục này là 220.000. Đây, mã số tiếp theo G49. G49 là một cái cây cưa gấp này các bác này. Đó, cây này hàng mới chưa cho qua sử dụng, còn nguyên bọc luôn đây các bác nhé. Đó, còn nguyên bọc luôn. Đó, con này thì lưỡi dài 21 cm này. Đó, và chiều dài cán của nó thì dài được chiều dài cán là 26 các bác nhé. Đó, chiều dài cán 26 và lưỡi dài 21 cm. Đó, mới nguyên chưa qua sử dụng. Và cây này thì hiệu của nó là hiệu Checkmark các bác nhé. Đây có hiệu này, hiệu Checkmark. Lưỡi dài 21 cm, mới chưa qua sử dụng luôn nhé. Đó, hàng mới chưa xài. Một cái cây cưa có thể sử dụng cưa gỗ này. Đó, đây. Cưa gỗ, cưa cành đây các bác này. Đó, cưa gỗ, cưa cành. Mã số G49 cái này 150.000 các bác nhá. G49 là 150.000. Mã số tiếp theo G50. G50 một cây rùa gỗ này các bác. Đó, cây này hiệu Shinto của Nhật này. Đây, nó có một mặt là răng thưa này và một mặt là răng dày các bác nhá. Đó, răng của nó thì còn rất là sắc bén luôn các bác. Đó, một mặt răng thưa, một mặt răng dày. Cán là cán gỗ. Tổng chiều dài của cây rũa này thì được là 34 cm và chiều dài phần lưỡi là 22,5. Chiều rộng lưỡi của nó thì được là 3 cm các bác nhé. Đó, một cây rũa gỗ hiệu Shinto G50 150.000. Mã số tiếp theo G51 là một cái cây bào gỗ các bác nhé. Đó, cây bào gỗ này hàng còn nguyên trong bọc luôn. Đó, rất là mới luôn, gần như là mới chưa xài các bác này.
Đó, lưỡi bào thì không có bị mẻ quá nhá, gỗ thì mới tinh luôn này, tem mác của Nhật còn nguyên đây nhá, à, có chữ Nhật đóng ở trên lưỡi bào luôn. Phần lưỡi sử dụng của nó thì rộng được lưỡi sử dụng rộng 4,7 các bác nhá. Đó, lưỡi sử dụng rộng 4,7, lưỡi bào rất là sắc bén luôn nhá. Đó, nó còn nguyên trong bọc đây các bác nhá. Nó còn nguyên trong bọc này. Đó, chiếc bào gỗ G51, cái này là 180 các bác nhá, G51 180.000. Sau tiếp theo G52 là một cái bộ tu vít này các bác. Đó, một bộ vít, bộ này hiệu Vetsel đây các bác nhá, hiệu Vetsel. Bộ này thì nó gồm có 8 đầu vít này. Đó, 8 đầu vít, 3 đầu cộng, 3 đầu trừ, 1 đầu mũi nhọn và 1 đầu chữ V đây các bác nhá. Đó, mới chưa xài còn nguyên hộp luôn. 3 đầu cộng, 3 đầu trừ, 1 đầu mũi nhọn, 1 đầu chữ V. Đây, phần cán tay cầm thì là bằng nhựa này, hiệu Vetsel đây các bác nhá. Đó, hiệu Vetsel. Đây, đầu cộng là cộng 2, cộng 1, cộng 0. Đó, và đầu trừ là 2.5, 4 và 6 này. Đó, trừ 2.5, 4 và 6. Cái này thì nếu mà khi các bác mà lắp đầu vít vào phần cán á, lắp đầu vít vào phần cán thì nó sẽ dài được khoảng 18 cm các bác nhá. Đó. Lắp đầu vít vào phần cán thì nó dài được khoảng 18 cm. Đó, một bộ 8 đầu vít nha các bác nhá. Hiệu Vetsel, hàng còn nguyên hộp đây. Mã số G52, bộ này 220 các bác nhá. G52 là 220. Mã số tiếp theo G53 là một cái bộ bấm móng tay này. Đó, bộ này cũng hàng mới chưa xài luôn các bác. Đó, có 3 bấm móng tay. Đó, một cây đây, một cây nhỏ này. Đây, một cây này lưỡi cũng lưỡi bằng này. Đó, và một cây to này các bác này, một cây to. Và một cây là lưỡi chéo các bác nhá, một cây lưỡi chéo. Đó, được đựng trong cái hộp bằng nhôm và bên trong có lớp xốp. Trên ba cây thì đều có logo hai hình người hết các bác nhá. Đó, giấy tờ tem mác còn nguyên đây. Đó. Cái hộp này thì do quá trình vận chuyển nên là nó cũng bị móp méo một ít này các bác này. Đó, đây, chỗ này móp méo một ít. Đây, và đây ở cạnh đây nó cũng bị móp một xíu ở hộp các bác nhá. Đây. Cái hộp này thì về các bác nắn lại các bác nhá, nó bằng nhôm mà các bác nắn lại cái hộp này cho nó đẹp này. Nó quá trình vận chuyển nên là nó bị móp một ít đấy các bác. Đó, còn nguyên trong hộp giấy các bác này, chưa xài nhá. Đó, mã số G53, bộ bấm móng tay này 220 các bác nhá, G53 là 220. Đến mã số tiếp theo. Đến mã số tiếp theo là mã số G54. Mã số G54 là một cái lưỡi tanto các bác nhá. Đây, G54 một cái lưỡi tanto. Đó, lưỡi này người ta cắn, người ta có khoan sẵn lỗ rồi các bác này. Đó, lưỡi này thì zin nguyên các bác nhá. Em chưa có mài rỗ gì hết. Đó, về các bác chế kiểu gì các bác chế này. Đó, các bác chế cán rồi. Đó, các bác chế sao các bác chế nhá. Đó, thép thì rất là cứng cáp luôn. Chiều dài của cái lưỡi này thì nó dài được khoảng 38 các bác nhá. Tổng chiều dài là 38 cm. Còn chiều dài phần lưỡi thì được chiều dài lưỡi thì nó khoảng 29,5 các bác nhá. Đó, chiều dài lưỡi thì được là 29,5. Đó. Về các bác chế kiểu gì các bác chế các bác nhá. Đó, này em chưa có mài giũa gì hết, nó chỉ vệ sinh đánh rỉ đi thôi. Đó, mã số G54 là 600.000 các bác nhá. Đó, lưỡi này G54 là 600.000. À, quên em chưa đo chiều rộng nữa. Chiều rộng của nó thì chiều rộng lưỡi là khoảng 2 cm. Và độ dày của cái lưỡi này thì dày được độ dày lưỡi 4 ly các bác nhá. Đó, độ dày lưỡi 4 ly. Đó, G54 là 600.000 các bác nhá. G54 là 600. À, rồi tiếp theo G55 là một cái cây dao chặt. Đó, con này lưỡi hai mặt, ba lớp thép các bác nhá. Đây. Con này của làng nghề Tô Sa này các bác này. Đó, chữ rất là nhiều luôn nhá. Bề mặt lưỡi thì lớp sơn ram đen của nó cũng còn đây các bác. Đó, lưỡi này thì nó hơi đây. Để nó ngấm nước này nó hơi ố một xíu thôi. Đây cái chỗ này này. Đó. Không có sứt mẻ gì hết đâu các bác nhá. Lưỡi rất là bén. Đó. Đây, cán gỗ rất là đẹp luôn này các bác. Chiều dài lưỡi của con này thì được là 13,5 các bác nhé. Và chiều rộng lưỡi là 7 cm. Độ dày lưỡi của con này thì nó dày được là khoảng 7 ly các bác nhé. Đó, nó khoảng 7 ly. Đó, con này thì các bác có thể sử dụng để chặt xương hoặc chặt cây cũng được các bác nhé. Đó, G55 là 450.000. Mã số tiếp theo G56. G56 cũng là một cái cây dao chặt. Con này lưỡi cũng mài hai mặt các bác nhé. Lưỡi mài hai mặt. Đó, hàng rèn thủ công 3 lớp thép này. À, chữ khắc thủ công trên bề mặt lưỡi này. Đó, cán gỗ đẹp chắc chắn đây các bác nhá. Con này thì chiều dài lưỡi của nó thì được 13 cm, chiều rộng lưỡi là khoảng 7,3. Và độ dày lưỡi con này thì dày được 7 ly các bác nhá, 7 ly. Con này sử dụng chặt cây, chặt xương cũng được đấy các bác. G56 380.000. Mã số tiếp theo G57 cũng là một cái cây dao chặt. Đó. Con này lưỡi cũng mài hai mặt các bác nhá. Hàng rèn thủ công.
Đó, chữ khắc trên bề mặt lưỡi này, lưỡi thì sắc bén đấy các bác nhá. Đó, lưỡi hai mặt càng gỗ đẹp này. Chiều dài lưỡi của con này thì dài được là 16 cm, chiều rộng lưỡi của nó là khoảng 4,8. Độ dày lưỡi con này thì dày được 5 ni rưỡi các bác nhá, dày 5 ni rưỡi. Đó, con này đi rừng đi đấy chặt cây khá là ngon đấy các bác. Đó, G57 cái này là 380.000 các bác nhá. G57 là 380. Số tiếp theo G58 là một cái cây dao đi rừng. Con này lưỡi cũng mài hai mặt này các bác này. Đó, chữ khắc chìm trên bề mặt lưỡi đây các bác nhá. Đó, lưỡi mài hai mặt, bề mặt lưỡi đẹp không có bị rỗ nhá. Và có một cái mỏ để chống trơn trượt đây các bác. À, cán gỗ còn chắc chắn nhá. Chiều dài lưỡi của nó thì được là 13,5 và chiều rộng lưỡi thì khoảng tầm 5,5. Độ dày lưỡi của con này thì dày được là 6 ly. Đó, dày 6 ly. Một cây dao đi rừng lưỡi mài hai mặt. Đó, G58 cái này là 350.000. G58 350.000. Mã số tiếp theo G59. G59 cũng là một cây dao đi rừng. Con này thì lưỡi mài một mặt hai lớp thép các bác nhá. Bề mặt lưỡi đẹp này, chữ khắc chìm trên bề mặt lưỡi này. Đó. Mặt sau thì có rãnh tản lực, lưỡi một mặt các bác nhá, hai lớp thép. Rồi, cán gỗ còn đẹp này. Con này thì chiều dài lưỡi của nó là 18 các bác nhá. Đó. Con này lưỡi dài 18 cm và chiều rộng lưỡi thì được là 4,7. Độ dày lưỡi của con này dày được 6 ly, đó, dày 6 ly. Mã số G59 là 350.000. Mã số tiếp theo G60 cũng là một cây dao đi rừng. Con này lưỡi cũng ngoài một mặt, hai lớp thép các nhá, hai lớp thép. Đó, con này thì em vệ sinh rồi mà nó chưa được kỹ lắm này các bác này, nó vẫn còn một số vết ố nhăm nhăm này. Về các bác có thời gian thì các bác có thể đánh bóng thêm cho cái mặt này, lưỡi dao nó sáng nó đẹp lên các bác nhá. Đây, chữ rất là đẹp luôn. Đó, lưỡi sắc bén này các bác, sống dao đẹp chưa có bị dập các bác nhá. Đó, cán chắc chắn này. Con này lưỡi dài 16,5. Bản lưỡi thì rộng là khoảng 4,5 cm. Và độ dày lưỡi con này thì dày được con này độ dày lưỡi là 6 ni rưỡi các bác nhá. Dày 6 ni rưỡi. Mã số G60 cái này 350.000. G60 350.000. G61 cũng là một cái cây dao đi rừng. Đó, con này lưỡi mài một mặt hai lớp thép. Đó, lưỡi mài một mặt các bác nhá. Đó, hai mặt chữ luôn này. Đây, mặt trước này chữ khắc thủ công, mặt sau này có chữ đây các bác này. Đó, chữ khắc thủ công, lưỡi thì khá là sắc bén. Đó, sống dao còn đẹp này. Đó, cán còn đẹp đây các bác nhá. Con này lưỡi cũng dài 16 năm các bác nhá. Lưỡi dài 16 năm và bản lưỡi thì rộng là 4,7. Độ dày lưỡi của con này dày được 5 ni rưỡi các bác. Đó, dày 5 ni rưỡi. Đó, một cây dao đi rừng, mã số G61 là 320.000. Mã số tiếp theo G62. Mã số G62 là một cái cây dao đi rừng này các bác. Đó, con này thì lưỡi cũng một mặt này các bác này, hai lớp thép nhá. Mặt trước này thì người ta có khắc chữ thủ công này và mặt sau này thì có các cái hình họa tiết hoa văn rất là đẹp đây các bác. Đó, có hình hoa văn rất là đẹp nhá. Đó, chữ khắc thủ công ở mặt trước, bề mặt lưỡi đẹp không lỗ rỉ gì. Đó, đây phần cán này. Chiều dài lưỡi thì được chiều dài lưỡi của nó là 15. Chiều rộng lưỡi là 3,5 cm. Và độ dày lưỡi của con này dày được 6 ly các bác nhá. Đó, lưỡi con này dày 6 ly. G62 250.000. Mã số tiếp theo G63 là cũng một cây dao chặt dao đi rừng này. Đó, con này thì lưỡi mài hai mặt các bác nhá. Bề mặt lưỡi dao thì em vệ sinh sáng đẹp rồi này. Đó. Lưỡi mài hai mặt, lưỡi thì khá là bén luôn các bác nhá. Đó, đây. Phần cán gỗ thì rất là mới luôn các bác có thể thấy này. Và tem mác của Nhật còn, hiệu của nó là Kizo Tetsuna này các bác này. Đó, tem mác của Nhật còn. Chiều dài lưỡi của con này thì được là khoảng tầm 15 cm, chiều rộng lưỡi thì là 3,2. Và độ dày lưỡi của nó dày được 4 ni rưỡi các nhá, dày 4 ni rưỡi. Mã số G63 cái này 250.000 các nhá, G63 250.000. Đến mã số tiếp theo G64. Mã số G64 là một cái lưỡi dao đi rừng. Đó, một lưỡi dao đi rừng, lưỡi này thép rèn thủ công của Nhật, lưỡi mài hai mặt. Lưỡi thì có một cái mỏ để chống trơn trượt đây các bác nhá. Đó, lưỡi có mỏ này. Đó, cán thì có khoan sẵn lỗ rồi, có khâu đây, về các bác đóng cán vào sử dụng nhá. Đây có chữ Nhật đóng chìm trên bề mặt lưỡi này. Bề mặt lưỡi thì không có bị rỗ rỉ gì hết các bác nhá. Đó. Chiều dài lưỡi của nó thì được là khoảng 13,5 cm. Bản lưỡi thì rộng được khoảng tầm 5,3 và độ dày lưỡi thì dày được độ dày lưỡi nó khoảng tầm nó khoảng 5 ni rưỡi các nhá, khoảng 5 ni rưỡi. Đó, một cái lưỡi dao đi rừng G64 là 220 các nhá, G64 220. Mã số G65 là một cái con dao chặt, cũng dao chặt dao đi rừng luôn. Đó, con này lưỡi mài hai mặt, đó chữ này các bác này. Đó, con này lưỡi nó dáng bầu này các bác này, dáng bầu.
con này chặt phát rất là ngon các bác nhá. Đó, lưỡi hai mặt hàng rèn thủ công, lưỡi không có rỗ rỉ gì, lưỡi sắc bén nhá. Đây, phần cán là cán thép luôn này các bác, về các bác có thể quấn dây vải hoặc dây thừng vào phần cán này để cầm nắm sử dụng nhá. Đó. Chiều dài lưỡi con này thì được là 14 cm, chiều rộng lưỡi của nó thì là 5,7. Và độ dày lưỡi con này thì dày được 7 ly rưỡi các bác nhá. Đó, dày 7 ly rưỡi. Mã số G65. Mã số G65 cái này 450.000 các bác nhá. G65 là 450.000. Mã số tiếp theo G66 là một cái cây câu liêm. Đó, con này lưỡi mài hai mặt. Đó. Bề mặt lưỡi thì không phải không có rỗ các bác nhá, do cái thép của nó thế thôi. Đó, có chữ ở trên bề mặt lưỡi này, đây có mộc đây nhá. Đó. Lưỡi mài hai mặt này các bác. Đó, con này đi rừng đi đấy vừa chặt phát vừa đó, móc cũng được này, vừa chặt phát vừa móc, đây cán gỗ này. Chiều dài phần lưỡi của con này thì được là khoảng 12 cm, chiều rộng lưỡi là 4,5. Và độ dày lưỡi con này thì dày được khoảng độ dày lưỡi con này 5 ly các bác nhá, 5 ly. Đó. Mã số G66 cái này 270 các bác nhá, G66 270. Và số tiếp theo G67 là một cái cây câu liêm. Con này thì lưỡi mài một mặt. Đó, lưỡi một mặt các bác nhá. Đây, và trên lưỡi thì còn nguyên cái lớp sơn xanh này các bác này, đó, lớp sơn ram đen của nó còn đây các bác nhá. Lưỡi thì khá là sắc bén đấy các bác. Đó, con này các bác chặt phát rồi các bác móc cũng được này, chặt phát và móc. Đó. Đây, cán gỗ cũng còn khá đẹp đây các bác. Con này thì khá là dài đấy, tổng chiều dài cả cán thì được là 47,5. Đó, và chiều dài lưỡi con này thì được là 17,5 cm. Chiều rộng lưỡi của nó là 4 cm và độ dày lưỡi thì dày được 6 ni rưỡi các bác nhá. Đó, đồ dài lưỡi 6 ly lưỡi, G67 cái này 290.000. Mã số tiếp theo G68 cũng là một cái cây liềm, cây câu liêm này. Đó, con này thép thì cũng rèn thủ công của Nhật. Đó, lưỡi mài hai mặt. Đó, con này thì nó có chữ đây các bác nhá, nó có mộc mà người ta phủ cái lớp sơn nên là nhìn nó không được rõ lắm này các bác này. Đó, nó có mộc ở trên lưỡi đây này. Đó, lớp sơn của nó cũng còn đấy các bác, lưỡi thì sắc bén, nó có một cái mỏ ở đây này. Đó, cán là cán rèn liền luôn, cán thép luôn các bác nhá. Người ta có quấn dây vải và quấn băng keo vào phần cán đây để cầm nắm sử dụng này. Đó. Chiều dài lưỡi của con này thì dài được là khoảng 12,5, chiều rộng lưỡi của nó thì là 4,5. Và độ dày lưỡi con này thì nó dày được khoảng tầm 6 ly các bác nhá. Đó, độ dày lưỡi khoảng 6 ly. Mã số G68 cái này là 320 các bác nhá. G68 320. Mã số tiếp theo G69. G69 là một cái cây dao đi rừng. Đó, con này lưỡi mài hai mặt. Đó, lưỡi thì có mỏ để chống trơn trượt này. Đó, chữ khắc chìm trên bề mặt lưỡi này. Bề mặt lưỡi thì rất là đẹp, không rỗ rỉ gì hết các bác nhá. Lưỡi sắc bén này. Đó, đây. Cán gỗ đẹp này, cán khá dài. Con này đi rừng đi đấy chặt phát này. Đó, chặt thì nó rất là có lực luôn. Cái kiểu dáng dao này. Chiều dài lưỡi của con này thì được là khoảng 13,5, chiều rộng lưỡi của nó thì được 5 cm. Và độ dày lưỡi con này thì dày được khoảng tầm 4 ly rưỡi các bác nhá. Đó, khoảng 4 ly rưỡi. Đó. Chiều dài cán của cái này thì được 51 cm đấy các bác, cán khá là dài, dài 51 cm. Mã số G69 cái này 280.000, G69 là 280. Mã số tiếp theo G70 cũng là một cái cây dao đi rừng này. Đó, con này đây, cái kiểu dáng này thì các bác chặt phát rất là ngon này các bác này, lưỡi mài hai mặt nhá. Đó, bề mặt lưỡi thì còn lớp ram đen đấy các bác, lưỡi sắc bén nhá. Đó, lưỡi sắc bén. Con này thì nó không có chữ nhưng mà nó hàng rèn thủ công của Nhật này. Đó, lưỡi rất là bén đây, cán gỗ đẹp chắc chắn đây các bác. Chiều dài lưỡi của con này thì dài được là khoảng 16 cm này. Đó, lưỡi dài khoảng 16 cm. Và chiều rộng lưỡi thì được khoảng 5 cm. Độ dày lưỡi con này thì dày được là khoảng 8 ly các bác nhá. Đó, con này lưỡi rất là dày, dày 8 ly. Đó. Một cây dao đi rừng, mã số G70 cái này 300.000 các bác nhá. G70 là 300. Mã số tiếp theo G71, một cái cây câu liêm. Đó, con này thì lưỡi hai mặt các bác nhá, lưỡi hai mặt, lớp sơn xanh còn đây các bác, lưỡi rất là bén luôn nhá. Đó, và có mộc đóng chìm ở trên lưỡi đây các bác nhá. Đó, có mộc đóng chìm trên lưỡi. Con này thì các bác có thể sử dụng để giật móc cành, giật lá cây này, hoặc là các bác có thể sử dụng để cắt cỏ vạc cỏ các bác nhá. Đó, các bác có nuôi bò, nuôi dê cắt cỏ vạc cỏ. Đó. Chiều dài lưỡi con này thì được 15 và chiều rộng lưỡi của nó thì được là 5 cm và độ dày lưỡi con này dày được con này độ dày lưỡi 4 ly rưỡi các bác nhá, 4 ly rưỡi. Mã số G71 cái này 170.000, G71 170. Trên mã số tiếp theo. Đến mã số tiếp theo, mã số G72.
Cơ 72 là một cái cây đều chữ L này các bác này. Đó, con này thì rất là mới các bác có thể thấy nhá. Đó, đây. Rất là mới luôn, cán mới tinh luôn, tem mác hiệu trách mác này các bác. Đó, và trên lưỡi của nó cũng có mộc đây các bác nhá. Lưỡi có mộc này. Phần lưỡi con này thì còn zin nguyên, em chưa có mài này, em chỉ vệ sinh sáng cái phần lưỡi lên thôi. Đó, bề mặt lưỡi rất là đẹp luôn, láng mịn luôn này các bác. Đó. Cán còn nguyên tem mác của Nhật đây, 3.800 yên này. Đó, đôi cán thì có một cái sợi dây này. Đó, cái này thì các bác có thể mua về sử dụng hoặc sưu tầm cũng được nhé. Đó, rất là mới đấy các bác. Chiều dài cán con này được 32,5 và chiều dài lưỡi thì được là 12 cm, chiều rộng lưỡi của nó được 10,5. Đó, và cân nặng của cái này được cái này nặng 700g các bác nhé, nặng 700g và lưỡi lưỡi điều thì có một cái bao da đây các bác này. Đó, lưỡi điều có bao da và có chốt gai đầy đủ luôn nhé, rất là đẹp. Mã số G72 cái này là 550.000 các bác nhé, G72 550.000. Mã số tiếp theo G73 là một cái cây rìu tai voi. Đó, con này lưỡi hai mặt này các bác. Đó, lưỡi mà hai mặt, bề mặt lưỡi đẹp đây các bác nhé, có mộc ở trên lưỡi đây này các bác. Đó, đầu đóng khá là đẹp, cán chắc chắn này. Chiều dài phần lưỡi của con này thì được chiều dài lưỡi 10,5 và chiều rộng lưỡi của nó được 10 cm. Chiều dài cán thì được là 35 cm. Đó, và cân nặng được 700g các bác nhé, 700g. Con này sử dụng các bác sử dụng để chặt cây hoặc là bổ củi cũng được nhé. Mã số G73 cái này 330.000. Đó, G73 là 330 các bác nhé. Mã số tiếp theo G74 một cây rìu chữ L. Đó, đây con này thì kiểu dáng rất là đẹp luôn. Nó có các cái tia hình mũi tên này các bác này. Đó, cái tia của nó giống kiểu rìu hệ các bác. Đó, lưỡi thì 3 lớp thép nhé, lưỡi còn zin nguyên, chưa mài rũa gì hết các bác nhé. Đây thì nó có cái đường lớp thép ghép đây các bác, không phải bị nứt mà cái này là lớp thép người ta ghép các bác nhé. Bề mặt lưỡi đẹp không rỗ rỉ gì hết nhé. Đó, đây phần cán gỗ của nó rất là dài luôn, con này cán khá là dài đấy. Cán con này thì dài được khoảng tầm 72 cm các bác nhé. Cán dài 72 cm và chiều dài lưỡi thì được là 13,5. Chiều rộng lưỡi con này là 13 cm. Đó, và cân nặng của cây rìu này được 1,2 kg các bác nhé. Đó, một cây rìu chữ L, cây này nặng 1,2 kg. Mã số G74 là 400.000, G74 là 400. Đến mã số tiếp theo G75. Mã số G75 là một cái cây rìu của Mỹ đây các bác nhé. Đó, một cây rìu của Mỹ, hàng của quân đội. Đây, hiệu của nó là Chu Temper của Mỹ này các bác. Đó, hiệu Chu Temper. Là hiệu đóng chìm này, Chu Temper. Lớp sơn xanh của quân đội còn đây các bác nhé. Lưỡi thì chưa mài rũa gì hết nha các bác. Đó, lưỡi chưa mài rũa gì hết. Đó, cái này các bác có thể mua về sưu tầm này, Chu Temper. Đó, phần cán thì còn nguyên cái lớp sơn xanh của quân đội luôn. Chiều dài phần cán của cái này thì được khoảng cái này chiều dài cán là khoảng 80 cm các bác nhé. Cán dài 80 cm, chiều dài lưỡi của nó thì được là 19 và chiều rộng lưỡi thì được con này chiều rộng lưỡi 12. Đó, cân nặng của cây này được cây này nó nặng là khoảng 2,4 kg các bác nhé. Đó, cái này nặng 2,4 kg, một cây rìu của Mỹ, Chu Temper. Đó, mã số G75 các bác nhé. Đó, cái này mã số G75. Mã số tiếp theo G76. G76 là một cái lưỡi rìu chữ L. Đó, con này hàng rèn thủ công. Đó, đây chữ khắc thủ công trên bề mặt lưỡi này các bác này, rất là đẹp luôn, láng mịn luôn này. Đó, một lưỡi rìu chữ L loại lớn đấy các bác nhé, lưỡi thì rất là sắc bén luôn. Đó, đầu đóng thì cũng khá là đẹp này. Chiều dài lưỡi của nó thì được là khoảng tầm 16 cm, chiều rộng lưỡi thì được 13,8. Đó, và độ dày lưỡi đo ở trên đầu đóng này nó khoảng 3,3 cm. Nó khá là dày, lưỡi này nặng được lưỡi này nó nặng là khoảng tầm 1,1 kg các bác nhé. Đó, nó nặng 1,1 kg. Đó, chữ khắc thủ công rất là đẹp. Đó, một cái lưỡi điều chữ L loại lớn các bác. G76 là 400.000. G77 cũng là một cái lưỡi điều bổ các bác nhé, một cái lưỡi điều bổ. Đó, con này hàng rèn thủ công. Đó, bề mặt lưỡi rất là đẹp luôn. Bên này 4 tia, bên này cũng có 4 tia này. À, chữ khắc thủ công rất là rõ nét luôn các bác nhé. Đó, rất là đẹp. Chiều dài lưỡi thì được 18 cm, chiều rộng lưỡi của nó là 8,5 và độ dày lưỡi thì là khoảng độ dày lưỡi là 2,3 các bác nhé. Đó, độ dày lưỡi 2,3, cân nặng của lưỡi điều này được cân nặng 1,3 kg các bác. Đó, nặng 1,3 kg. Đó, rất là đẹp, không rỗ rỉ gì hết nhé. Mã số G77 là 350.000, G77 350.000. Mã số tiếp theo G78 cũng là một cái lưỡi rìu bổ. G78 lưỡi rìu bổ đây các bác nhé. Đây, chữ khắc thủ công trên bề mặt lưỡi.
Đó, bề mặt lưỡi cũng rất là đẹp luôn, không rỗ rỉ gì hết, lưỡi thì sắc bén đấy các bác nhá, rất là sắc bén. Về kích thước thì chiều dài lưỡi của nó được 21 cm, chiều rộng lưỡi là được 7,3. Độ dày lưỡi thì dày được khoảng 3,3 cm. Đó. Và cân nặng thì được 1,4 kg các bác nhá. Đó, lưỡi này nặng 1,4 kg. Đó, hàng rèn thủ công của Nhật. Rất là đẹp luôn nhá. Mã số G78 là 370 các bác nhá. G78 là 370. Tiếp theo G79 cũng là một lưỡi rìu bổ nữa các bác. Đó, một lưỡi rìu bổ, đây bề mặt lưỡi đẹp cũng không có rô rỉ gì nhá. Đó, đây thì có mộc khắc thủ công trên bề mặt lưỡi này. Đó. Lưỡi thì rất là sắc bén luôn nhá. Đó. Chiều dài lưỡi của nó thì dài được 17,5. Chiều rộng lưỡi thì được là 6,5 cm. Và độ dày thì dày được 2,5 các bác nhá. Độ dày 2,5, cân nặng được cân nặng là 900 g. Đó, cân nặng 900 g. G79 là 280.000. G79 280. Số tiếp theo G80. Mã số G80 là một cái lưỡi rìu bổ đấy các bác này. Đó, lưỡi rìu bổ rìu chặt này. Đó, loại nhỏ các bác nhá. Đây. Con này thì có mộc ở hai mặt luôn các bác nhá. Đó, mộc giống hệt nhau ở hai mặt luôn. Bên này có 3 tia, bên này 3 tia này. Đó, rất là đẹp luôn các bác thấy này. Đó, đầu đóng đây cũng láng o luôn nhá. Đó, lưỡi này thì các bác chêm cán và có thể sử dụng để bổ hoặc là chặt cũng được nhá. Chiều dài lưỡi là 14 cm và chiều rộng lưỡi thì được 6,5. Độ dày lưỡi của nó thì được khoảng 2,3. Và cân nặng của lưỡi này được 600 g các bác nhá. Nặng 600 g, nó có mộc ở hai mặt luôn nhá. Đó, mã số G80 là 250.000. G80 250.000 các bác nhá. Đến mã số tiếp theo. Đến mã số tiếp theo, mã số G81. G81 là một cái cây dao bếp này các bác này. Đó, con này đây có chữ đây các bác nhá, Made in Solingen Germany này. Đó, Made in Solingen Germany. Bề mặt lưỡi thì rất là sáng và đẹp đây các bác thể thấy này. Và lưỡi dao thì rất là sắc bén, lưỡi và khâu là đúc liền luôn. Đó, ở phần cán của nó là cán gỗ và có 3 đinh chốt rất là chắc chắn. Đây cái con chốt ở giữa nó hình bông hoa này các bác này, rất là đẹp nhá. Đó, Made in Solingen Germany. Đó. Chiều dài lưỡi của con này thì dài được là 21 cm, chiều rộng lưỡi là 4,7. Và độ dày lưỡi con này thì dày được 2 ly các bác nhá. Độ dày lưỡi 2 ly. Mã số G81 cây này là 350.000. Mã số tiếp theo G82. G82 là một cái cây dao bếp thép thủ công các bác nhá. Đó, con này thép rèn thủ công đây, chữ có hãng đây các bác nhá. Đó, khắc thủ công trên mặt lưỡi này các bác. Đó, thép thủ con này thì không có rỗ các bác nhá. Đó, không có rỗ. Lưỡi thì em mài qua rồi thì về các bác sử dụng thì các bác có thể mài thêm cho nó sắc bén nhá. Các bác sử dụng đâu các bác mài thêm đến đấy. Và con này thì chất thép của nó sử dụng là thép Thụy Điển các bác nhá, thép Thụy Điển. Đó, lưỡi và khâu là đúc liền luôn này, cán gỗ 2 đinh chốt này. Chiều dài lưỡi của con này thì nó dài được là khoảng 24,5. Đó, chiều dài lưỡi 24,5. Chiều rộng lưỡi là 4,5 và độ dày lưỡi thì dày được độ dày lưỡi 2 ly các bác nhá. Đó, độ dày lưỡi 2 ly. Mã số G82 cái này 350.000. G82 350.000. Mã số tiếp theo G83 là một cây dao của hãng Masamoto các bác nhá. Đó, đây. Hãng Masamoto, hiệu rất là nổi tiếng của Nhật luôn. Đó, con này cũng là thép thủ công, hai mặt chữ này. Lưỡi thì về các bác mài thêm cho nó bén là các bác nhá. Đó. Và ở trên khâu của nó thì cái người làm ra con dao này người ta có khắc tên người ta lên cái khâu đấy các bác này. Đó, người ta có khắc chữ thủ công tên của người ta lên cái khâu nhá. Lưỡi và khâu đúc liền này, cán gỗ 3 đinh chốt này. Đó. Chiều dài lưỡi của con này thì được là 21 các bác nhá. Lưỡi dài 21 và chiều rộng lưỡi là 3,7. Độ dày lưỡi con này thì dày được con này độ dày lưỡi 2 ly. Mã số G83 cái này 450.000. Đó, hiệu Masamoto G83 450.000. Mã số tiếp theo G84 là một cái cây dao bếp của hãng Hirotomo các bác nhá. Hirotomo, con này thì đây có hình con ngựa và chữ A đây các bác nhá. Đó, hình con ngựa và chữ A. Con này thì 3 lớp thép này các bác. Đó, 3 lớp thép và thép của nó là thép thủ công. Thường thường thì hiệu hiệu Hirotomo con ngựa chữ A này người ta sẽ làm là thép giấy xanh các bác nhá. Đó, người ta sẽ làm thép giấy xanh. Đó, lớp sơn mạ còn đấy các bác. Đó, ngựa chữ A. Lớp sơn mạ xanh rất là đẹp. Cán là cán gỗ và khâu nhựa. Chiều dài lưỡi của con này thì được là 14,5. Chiều rộng lưỡi là 4,3.
Và độ dày lưỡi thì ở sát cán này nó dày được là khoảng 3 ly này, và nó mỏng ra ngoài lưỡi là còn khoảng hơn 1 ly. Đó, 3 lớp thép các bác nhá. Đó, 3 lớp thép. Đây, sát cán này dày 3 ly và mỏng ra ngoài này thì nó còn khoảng hơn 1 ly. Đó. Mã số G84, cái này 350.000 các bác nhá. G84 350.000. Mã số tiếp theo G85 là một cái cây dao găm này. Đó, con này thì cán sừng các bác nhá. Cán của nó thì được ốp sừng ở hai bên. Đó, hai bên ốp sừng đóng đinh chốt rất là chắc chắn rồi. Bề mặt lưỡi dao thì em vệ sinh khá là sáng và đẹp rồi đấy các bác. Đó, lưỡi thì một mặt có rãnh này các bác này. Đó, một mặt có rãnh. Đây, cái khâu của nó một bên vuốt cong này, hai bên đều vuốt cong nhá. Đó. Chiều dài lưỡi của con này thì được khoảng 14 cm, chiều rộng lưỡi thì được 2,5. Và độ dày lưỡi con này thì 3 ly các bác nhá, độ dày lưỡi 3 ly. Đó, một cây dao cán sừng. Mã số G85, cái này 400.000 các bác nhá, G85 là 400. Mã số tiếp theo G86 là một cái cây dao Tanto. Đó, G86 một cây dao Tanto. Đây, con này có chữ trên lưỡi đây các bác này. Côn Steel Japan này. Đó, Côn Steel Japan. Lưỡi rất là sắc bén luôn các bác nhá. Đó, kiểu dáng của con này rất là đẹp luôn. Đây, cán thì cán này người ta bọc cao su này các bác này. Đó, cán bọc cao su. Đó. Con này chiều dài lưỡi của nó được 17 này các bác. Đó, chiều dài lưỡi nó khoảng 17. Chiều rộng lưỡi là 2,5. Và độ dày lưỡi con này thì dày được khoảng 4 y rưỡi các bác nhá, dày 4 y rưỡi. Đó, lưỡi thì người tặng lưỡi nó hơi vuốt cong nhẹ lên này các bác này, rất là đẹp. À, lưỡi con này thì có cái bao da đây các bác. Đó, con này lưỡi có bao da và có chốt gài này. Đó, các bác dán lại cái chốt dán lại là xong, có bao da rất là đẹp. Đây, có cái quai để đeo luôn nhá. Đó, mã số G86 cái dao Tanto này 500.000, G86 là 500. G87 là một cái cây cũng một cây dao này các bác này. Đó, bề mặt lưỡi có vân rất là đẹp, Makuta made in Japan này. Lưỡi sắc bén các bác nhá, không xước mẻ gì. Cán gỗ có 4 đinh chốt bằng đồng này, rất là đẹp. Và đuôi cán thì người ta có cột một cái hình đầu lâu nhỏ đây các bác. Đó, con này các bác có thể mua về chơi hoặc là sử dụng cắt chanh, cắt hành, cắt tỏi, ớt gì đấy. Đó, rất là đẹp nhá. Chiều dài phần lưỡi của con này thì được là 9 cm, chiều rộng lưỡi của nó thì được là 3,3. Đó, và độ dày lưỡi con này thì nó khoảng tầm 2 ni rưỡi. Đó. Đây, và lưỡi thì có cái bao da đấy các bác nhá. Đó, bao da thì có hình lá cây, người ta may các thứ đường may mũi chỉ rất là đẹp luôn. Đây, có cái quai đeo luôn nhá. Đó, mã số G87 cái này 250.000 các bác nhá. G87 250.000. Mã số G88 là một cái cây dao gấp. Đó. Đây, G88 một cây dao gấp. Đây, con này có chữ đây các bác. Đó, USA47 này, AK47 CCCP này. Đó, lưỡi rất là sắc bén luôn nhá. Và lưỡi dao thì có rãnh này các bác, hai mặt đều có rãnh. Và đây thì người ta có thiết kế một cái lỗ ở giữa lưỡi dao đây các bác này. Đó, lưỡi rất là bén luôn. Cán thì được ốp gỗ hai bên. Đó, cán ốp gỗ hai bên các bác nhá. Tổng chiều dài cả cán của cây này thì được là 33,5 này. Đó, tổng chiều dài là 33,5. Và chiều dài lưỡi của nó thì được là 14,5, chiều rộng lưỡi được là 3 cm. Độ dày lưỡi con này dày được 3 ly các bác nhá. Độ dày lưỡi 3 ly. Con này thì đây, khi các bác mà có gấp lại á, nó các bác gập lại thì các bác bấm cái nút đây nhá. Đó, nó có một cái nút tròn đây này. Đó, các bác gập lại. Và khi các bác bật lưỡi lên thì các bác cũng bấm vào nút này nhá. Đó, khi các bác mở lưỡi lên và gập lưỡi xuống thì các bác đều bấm một cái nút tròn này các bác nhá. Đó, đều bấm vào nút tròn này thì mở lên và gập xuống. À, con này thì nó được đựng trong một cái có cái túi bằng vải đây các bác này. Đó, túi vải rất là đẹp luôn nhá. AK47. Đó, có cái chốt gài luôn nhá. Nó được đựng trong túi vải. Đó, có chốt gài lại này. Đó, mã số G88 là 350.000 các bác nhá. G88 350.000. Mã số tiếp theo G89 là một cái cây kéo cắt tôn hiệu Mitsubishi. Đây, con này có logo hiệu Mitsubishi này các bác này. Đó. Ở đây, ở phần lưỡi thì nó có một số vết ố nhăm nhăm một xíu thôi các bác nhá, nó không có rỗ đâu. Không ảnh hưởng gì đến thép cả. Đó, nó chỉ có một số vết rỗ đây thì một số vết ố đen đen thì về các bác có thể đánh bóng thêm cho nó sáng đẹp nhá. Lưỡi thì không có sứt mẻ gì, lưỡi rất là sắc bén luôn các bác nhá. Đó, hiệu Mitsubishi, xài cắt tôn thì rất là ngon, lò xo chốt gài đầy đủ này. Và tay cầm bọc cao su rất là mới luôn nhá. Chiều dài của cây kéo cắt tôn này thì nó dài được là 25 cm. Và chiều dài lưỡi kéo thì được khoảng 6,5. Đó, kéo cắt tôn hiệu Mitsubishi rất là nổi tiếng của Nhật các bác nhá. Mã số G89 250.000. Mã số tiếp theo G90 là một cái cây kéo con cá. Đó, con này thì mới chưa qua sử dụng các bác nhá, hai mặt chữ ở trên cán luôn này. Đó, và ốc đây, ốc đồng này. Đó, lưỡi không xước mẻ gì, rất là sắc bén luôn, còn nguyên lớp sơn mạ xanh luôn nhá.
Chiều dài của cây kéo này thì được 16,5. Đó, mấy bác mà có cắm bông cắm hoa sử dụng cây này để cắt tỉa này. Đó, cắt tỉa cắm bông cắm hoa. Mới chưa qua sử dụng các bác nhá. G90 150.000. Và số tiếp theo G91, một cây kéo cắt cành đúc này các bác. Đó, một cây kéo cắt cành đúc. Đây con này thì lưỡi thì cũng còn đầy đẹp đây các bác nhá. Đó, lưỡi thì em mài lại sắc bén rồi, đầy đẹp. Đây có mọc ở trên lưỡi này. Đó. Đó, lưỡi thì nó có một hai vết, nó hơi nhăm nhăm một xíu thôi các bác nhá. Đó, lưỡi sắc bén. Và lò xo chữ V này, con này thì nó bị mất chốt rồi các bác nhá, nó không có chốt. Đó, về các bác làm lại chốt cho nó nhá. Phần cán thì lớp sơn nó cũng còn đây. Chiều dài của cây kéo cắt cành này thì nó dài được khoảng tầm, cái này dài 18 các bác nhá, dài 18, mã số G91, cái này 220. G91 220.000. Mã số tiếp theo G92 là một cái cây kéo tỉa đúc. Đó. Một cây kéo tỉa đúc các bác nhá. Đây con này thì đây có mộc ở trên lưỡi kéo đây các bác nhá, rất là nhiều mộc luôn nhá, mộc rất là đẹp luôn. Và lưỡi kéo thì không có bị mẻ nhá, không xiết mẻ gì, lưỡi kéo rất là sắc bén luôn. Đó, ốc chốt là ốc đồng này, lò xo chữ V, à lò xo ruột gà. Đó, có dây chốt gài đầy đủ đấy các bác nhá. Đây con này gọi hình mịn màng luôn. Đó, cái chất thép của nó rất là sáng và đẹp luôn này các bác này. Một cây kéo tỉa đúc. Chiều dài của cây kéo tỉa đúc này thì nó dài được là 17,5 cm. Đó, mã số G92 là 450.000. Đó, rất là đẹp các bác nhá. Ốc đồng G92 450.000. Mã số tiếp theo G93 là một cây kéo cắt cành đúc này các bác. Đây, con này thì các bác có thể mua về cắt cành hoặc là sưu tầm cũng được này. Đó, cái này xứng đáng để sưu tầm luôn các bác này. Đây, có mộc đây rất đẹp đây, có cái hình gì nữa đây các bác này. Đó, mộc vừa trên lưỡi vừa ở trên cán luôn các bác nhá. Ốc là ốc đồng. Lưỡi kéo thì full này các bác này, đầy đẹp sắc bén nhá. Đó, ốc đồng. Lò xo chữ V và các bác vừa có thể lắp lò xo chữ V và lắp lò xo ruột gà được nhá. Đó, chốt là chốt đúc này các bác. Đó, kiểu dáng rất là đẹp, dành cho mấy bác sưu tầm cũng được này. Đó. Chiều dài của cây kéo cắt cành này thì nó dài được là cái kéo cắt cành này nó dài là 19 các bác nhá. Đó, cây này dài 19 cm. Mã số G93. Cái này 550.000 các bác nhá. G93 550.000. Mã số tiếp theo G94 cũng là một cái cây kéo cắt cành. Đó, con này thì mới chưa xài, hàng còn nguyên trong hộp đây các bác này. Đó. Đây, hàng còn nguyên hộp đây các bác này. Đây, còn nguyên trong hộp đây các bác nhá, chưa qua sử dụng đâu. Đây, lưỡi thì còn bọc nguyên đây các bác. Đó, có chữ đóng chìm trên bề mặt lưỡi, lưỡi bén này, made in Japan này. Lò xo chữ V và chốt là ốc đồng đấy các bác nhá. Tay cầm thì có bọc cao su này. Đó, ở phần tay cầm thì cũng có chữ đây các bác. Chốt là chốt đúc luôn. Đó. Chiều dài của cây kéo cắt cành này thì nó dài được là khoảng cây kéo cắt cành này nó dài khoảng 21 các bác nhá. Đó, cây kéo cắt cành này dài 21, rất là đẹp luôn nhá. Đó, con này lưỡi kéo của nó sáng như gương luôn này các bác này. Đó, lưỡi kéo sáng như gương luôn, hàng mới chưa qua sử dụng nhá. Đó, hàng mới chưa xài, lưỡi thì còn bọc nguyên trong bọc đây. Đó. Và nó được đựng trong một cái hộp gỗ này các bác. Đó, các bác có thể mua về làm quà đi tặng được nhá. Rất là đẹp, mua sử dụng sưu tầm làm quà đi tặng được. Đó, hộp có chữ đây các bác. Đó, sử dụng hoặc sưu tầm cũng được các bác nhé, làm quà đi tặng cũng được. Mã số G94 cây kéo cắt cành này 550.000 các bác nhé. Đó, G94 cây kéo cắt cành này là 550.000. Mã số tiếp theo G95. G95 là một cái cây kéo cắt vải các bác nhé, một cây kéo cắt vải. Cây này thì size lớn này các bác. Đó, chiều dài của cây kéo cắt vải này thì nó được là 30 cm các bác nhé. Đó, cây này size lớn dài 30 cm, đây có hiệu chữ đây các bác nhé. Đó, Tokyo này. Đó, Tokyo Tobasami gì đây này các bác. Đó, bên này thì cũng có chữ này các bác. Và bên này nó có hình bông lúa này các bác này, mà nó hơi mờ xíu. Đó, ốc chốt là ốc đồng các bác. Trên ốc cũng có hiệu này Tokyo. Đó, ốc chốt ốc đồng. Con này thì lưỡi thì không có bị sứt mẻ gì, nhưng mà lưỡi kéo vải thì hàng cũ thì thường thường nó không được bén lắm đâu. Về thì bác nào quen thì các bác có thể mài lưỡi cho nó bén rồi sử dụng nhá. Hoặc là các bác có thể mang ra cho thợ người ta mài cho nó bén là các bác nhá. Đó, thép của Nhật thì xài nó rất là ngon đấy các bác. Đó, cán là cán thép luôn các bác nhé, cán thép và người ta có phủ cái lớp sơn đen lên trên phần cán này. Đó, một cây kéo cắt vải size lớn dài 30 cm. Mã số G95 cái này 270 các bác nhé. Đó, về bác nào quen thì có thể mài lại cho nó bén rồi xài các bác nhé. Hoặc là các bác mang ra thợ ở người ta mài cho. Đó, mã số G95 là 270.000 cây kéo cắt vải. G95 270. Thì hôm nay có 95 mã hàng đồ nghề Nhật bãi các bác nhé. Em xin kết thúc video tại đây và cảm ơn các bác đã quan tâm theo dõi. Xin hẹn gặp lại các bác ở các video lần sau.